Thì ngày hôm qua mình có tới quay dì ba bán cua, mà hôm qua mình quay hơi lâu đó, tại vì quay tới 2 giờ. Hôm qua dì ba bán rất là ít ít người mua, mọi người bán tới 2 giờ luôn. Thì không biết là bữa nay là như thế nào nữa, tại vì mọi người comment ở dưới là kêu bữa nay đi qua quay thử coi dì ba bán bao nhiêu ký, với lại bán tới mấy giờ. Tại thấy thương dì ba quá, hoàn cảnh dì ba. Đây mình tới cũng sớm nè, cũng có rất là nhiều người cũng đợi nè. Hôm nay là dì ba quay về cái chỗ cũ bán luôn nha mọi người. Đó, chỗ cũ, chỗ quen thuộc của dì ba nè. Chị Thí với cái chị dì phụ đó cũng ra rồi đó. Bình thường thôi, bà già rồi, đó là chuyện qua bình thường. Cái anh này là bữa chỉ tiền cho chị Thí, chị Thí rớt 500.000 á, anh này anh chỉ. Đâu có, lần thứ hai. Lần đầu là tới hết cua, nhưng mà thấy cái tiền như là chị thấy lấy rồi là ra được đi về luôn. Rồi bữa nay phải tranh thủ đi sớm, đúng 10 giờ phải đi sớm luôn để cho biết cua. Thì vừa bước vô tới ngay chỗ có gì bán không á, thấy tờ giấy 500.000 thì có nói chị ơi tiền của chị rớt kìa. Yeah. Mà kêu lần thứ nhất bà không có nghe, tại đông quá. Qua lần thứ hai chị tiền chị rớt kìa, thì bà cầm lên bà bỏ vô cái tiền của dì bà. Dạ dạ. Thì chứ nó vậy thôi, tại vì mà lên cái YouTube coi á, mình đừng có lên nói xấu họ. Bà là một người tốt thôi, cũng là bà đổ công sức ra giúp cho dì bà, nên mọi người hãy xem lại và suy nghĩ lại khi mà quyết định nói những câu mà không đúng. Dạ. Hiểu không? Dạ. Anh mua cua đây mấy lần rồi? Anh mới lần hôm bữa là mới tới lần đầu. Bữa nay lần thứ hai. Là mua không được. Bữa nay tức quá phải đi sớm. Nên là lấy số 7 nè. Dạ. Vì ba cũng có đã già rồi. Chỉ yêu cầu mọi người mà mấy chủ vừa bán cua đó đừng có chào mời nữa. Tại vì bà đã có một cái làm ăn từ xưa với người ta rồi. Yeah. Mong mấy người chủ dựa đừng thấy như vậy mà cứ lo kéo bà, để bà tập trung đi. Bà làm coi chừng là 5 năm hoặc là 7 năm nữa bà nghỉ rồi. Yeah. Thì mấy anh ấy thì cứ đừng có để cho bà buôn bán, đừng có so đo, đừng có tính toán. Đừng có lợi dụng bà mà để tranh giành. Bây giờ bà già rồi. Già cả rồi. Già cả rồi nên tất cả mọi người, cả nhà và những người chủ vừa cua phải nên nhớ thông cảm và thương bả. Yeah. Giúp bả chứ đừng có lôi kéo bả vô những cái chuyện mà tính toán về này, cái đồng tiền đó là không có đúng. Phải ấy cua ngon rồi cho dì ba rồi ha, phải giúp đỡ cho nó. Đúng rồi, chứ đừng có ấy mà thấy trục lợi, đúng không anh? Trục lợi là lấy của lợi mình để sau này là mình khi bả già rồi mình lấy cái lợi bả là sai. Ông trời đã định rồi, số mạng con người bạn có số hết. Anh có giành giật thì cũng chẳng được. Rồi rồi, hiểu không? Rồi, em cảm ơn anh nhiều nha. Đây dì ba cái chú xe ôm đem cua ra nè mọi người ơi. Con hả? 15 con là cỡ mấy ký hả? 15 con hả? 15 con là khoảng 4 ký không chị Thí? 15 con cỡ mấy ký? 5 ký. Cô này nhỏ vậy hả? Cô ở đâu con? Trên Bò Quẹo. À, cô mua cho 15 con là mua cho về gia đình hay sao? Mua để đem qua bên con. Qua bên gửi qua gia đình luôn. Cô mang đi. À, cô mang đi. Cô mang đi đâu, ở đâu? Bên Nhật ha. À, gia đình cô là định cư bên đó. Không, con gái thôi. À, con gái bên đó. Dạ. Sao cô biết dì ba bán ở đây? Con cô nó coi trên mạng.
cô kêu chia sẻ cho cô ha. Cô thấy giá như thế nào? Giá mà thấy trên mạng để là 700 một ký để em gắn. Dạ, nó có 3 loại. Một loại cua ngon là 1 triệu, loại cua gạch là 700, cua thịt là nó khoảng 600. Dạ. Bây giờ con thấy cái nào được? Thì cô mua 3 loại luôn đi. 15 con mà 3 loại, một loại nó 5 con đi, ăn nó đủ hết. Chứ nhiều khi người này thích người kia ấy, đó. Mua 3 loại. 15 con được hả? À. Nhưng mà 15 con đó là tổng cộng là cỡ bao nhiêu ký chứ? 15 con nghĩ chắc khoảng 5 ký á. Tùy theo cua lớn cua nhỏ. Rồi cỡ bao nhiêu tiền? Chắc còn cũng độ khoảng mấy triệu. Tầm tại tầm một con là khoảng 250, một con là 250 đó. Dạ. Mấy bữa nay cô coi là cô có biết cái về cái hoàn cảnh của dì ba không? Có, hẹn nghe con nó nói đó. Hoàn cảnh sao đâu, cô chia sẻ cho mọi người. Nó nói là dì ba là khó khăn mà không có đi xin bán ai hết, đúng không? Dạ. Chỉ dì ba ra bán như vậy để mà nhờ bà con này. Dạ. Dạ. Đúng không? Dạ đúng rồi. Vì cô thì cô cũng có biết những vấn đề trên mạng, thành ra cô không có biết. Dạ. Cô đem về là cô bỏ con, cô đã dặn bỏ ngăn mát xong rồi đi rồi bỏ vô mà đám cô Thúy này kêu lại đem mua lá khô dạ. Để bỏ vô. Dạ. Anh mua nay mấy ký anh? Mua 6 con, 1 triệu 2. 1 triệu 2 ha. Dạ. Rồi. Anh có định chừng nào tới ghé ủng hộ dì ba nữa không anh? Có chứ. Dạ. 6 con cua rồi ảnh tặng cho dì ba 1 triệu mà dì ba chưa ra thì ảnh gửi cho chị Thúy rồi á mọi người. Đây có công việc. Ảnh có công việc với lại là ảnh không có muốn là nhiều người biết tới. Thì tại sao lại anh tặng cho dì ba 1 triệu? Dì bà già quá cho bà uống trà đá uống sữa chơi. À rồi, cảm ơn nhiều. Một người rất là thành thật và là có cái tấm lòng rất là tốt. Cảm ơn anh nha, cảm ơn rất nhiều. Dạ, cảm ơn. Đây. Cái gì anh đọc cho em lấy cho. Với lại hai sao. Không có không tưởng không có. Hai con à. Không gan không thì. Ba cho ra nha. Con gan. Dễ gì ba. Hai thì con gan. 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 Con gan
bốn cái bình phẩm ở đây chúng anh từ nhiên. Nhắn từ là em bữa mì đen đẩy á, áo bên sào đồ, áo bên hông sào đồ, có cái mặt cam cam á. Hôm qua là dì ba bán tới 2 giờ đó, là đó. Bán không, nói chung là hôm qua bán vắng khách. Thấy dì ba lau dĩa, lau mặt rồi, hết rồi, thôi dì về. Đó khoảng tầm 2 giờ đúng không? Chưa tới, chị về tới nhà mà mới có 1:40 à. Thấy hết rồi, thôi. Số 19 à. Bữa nay lại ha. Em qua 19 à, đợi dì ba nghe anh. Dạ, đợi dì ba. Em thức được 9 giờ sáng, em chạy ra đây cho nụ chạy ra. Sợ không kịp. Ở đâu? Em bên Bình Tân á. Em qua 2 lần rồi đó, mà lần trước thì qua hết, lần này ngồi đợi dì ba ra. Cái chị này, chị áo đỏ này là tới số, nhưng mà chị đợi dì ba ra rồi trẻ cua với lại gặp dì ba luôn. Dạ đúng rồi, rồi à. Tại fan, dì ba fan. Chưa gặp dì ba fan rồi. Bình Tân qua đây 2 lần, lần trước qua thì nó hết rồi, lần này tranh thủ qua sớm, qua trước 11 giờ rưỡi. Chị mua ở đây mấy lần rồi? Em qua lần trước mua không được à. Qua trễ á, nó hết á, lần này qua tranh thủ qua sớm. Chị có biết cái hoàn cảnh của dì ba không? À, em có thấy trên YouTube á, dạ, có dạ. Coi em với Cần Thơ á, dạ. Đêm nào cũng mở YouTube coi chứ. Dạ. Lần này lên là nhất định là qua mua cho bạn. Là chị đang làm ở Bình Tân? Nhà em Bình Tân nha, em làm với Cần Thơ á. À. 2 tuần em về trên đây 1 lần. À. Rồi à. Hôm nay qua là mua cua gì ba? À. Rồi đợi. À, lúc 11 giờ. Dạ. Dì ba biết đúng ha, dì ba bông. Dì ba sao người ta cắt ra là lãi luôn. Mình về là cái gì? Ăn 27 đợi dì ba. Đợi luôn, 28 à. Nó cua luôn à mọi người ơi. Đây. Ai mua thì luôn à. Dạ, em đổi số cho cái chị kia mua số. 4 con, còn 4 cái chị. 3 được luôn. Anh đợi dì ba ra rồi chút rồi hết cua rồi sao? Chắc không có thì ra gặp dì ba rồi xong về. À, gặp dì ba, chủ yếu gặp dì ba thôi. Đúng rồi. Đây một cái anh mà tới số nhưng mà anh không có cái cua. Anh chỉ đợi gặp dì ba với lại mua cua của dì ba tự tay dì ba làm thôi mọi người. Có người gửi cho cua dì ba thì không ạ? Thái ở đó không? Thái ở đó không? Có cái một người ở Vĩnh Long gửi cho dì ba 1 triệu đó mọi người. Đó. Đây dì ba ra nghe mọi người ơi. Đó. Bỏ xe đâu không đi dì ba? Xe đâu? Đó dì ba cua nè nghe mọi người ơi. Đó. Dì ba nhớ đừng quên con nha. Mấy cái chị này là dì ba, mấy cái chị này là bốc số rồi nhưng mà đợi dì ba gặp mặt dì ba đó. Chứ là mua từ nãy rồi đó, tính về sớm rồi đó. Cái anh này nữa nè dì ba. Anh đi về nãy giờ rồi, số mười mấy hết trơn. Cái anh áo trắng này nữa nè. Có ai đưa dì ba mà số nhỏ cho em. Đó. Anh
anh được số mấy? 27. 27, còn ai số 19, nhỏ hơn 19, 19. Không? Rồi số chị bán số chị đi. 12. Chị lấy gì chị? Chị lấy con 1 ký sao giờ làm được. Đó, cái chị áo bông này là bắt đầu giờ mới mua nè, mọi người mới gặp dì ba mua đó, chứ nãy là chị bút số của chị trái trước lâu rồi đó. Dì ba lấy 1 ký mua gạch. Chị ngồi đi rồi chị bán cắt nha, bán giùm lớn khách đó. Chị ngồi đó chơi cho em đi. Rồi. Gà này hết cuộc sớm nè. Số 5 lấy cái gì? 4 con gạch chị ba ơi. Giờ đóng 4 con gạch. Lên nhỏ. Vừa vừa thôi để còn lớn cho khách sau. Cái nào? Cái nào hai cái này. Chưa con hai con gạch lớn nha. Rồi còn đó. Vừa vừa thôi nha. Lớn rồi. Ba lưỡi con hai con gạch sâu giống đây đây mà chị này. Đây số 19. Rồi, số 19. Số 19 đâu? Cầm giùm em cái gì nha. Chị đợi tí gọi nha chị, em cầm đó giùm em cái rồi. Hai con gạch chị cho anh muối cho giùm em. 833 chị ơi. Vô lòng hết rồi chị. 800 mấy chị ăn. Rồi rồi rồi, một con. 830 hay sao á? 833 chị gái bên này, chị gái đó rồi. Alo. Chị ơi, chị trả tiền của thiếu cho em cái. 833 phải không? 850 đi chị. Nó là ta chị này mua là mấy con cua chị? Hai con cua gạch. Dì ba gọi giùm con với. 830 mà chị này trả dì ba luôn là 850. Khỏi thối nha mọi người. Đó. Đợi gặp dì ba nữa chị. Gặp dì ba nữa, ngưỡng mộ. Rồi cảm ơn chị nha. Đây. Giờ chị về Bình Tân hả? Dạ về Bình Tân, mai về Bình Tân thôi. Đó. Hai con gạch chị ba ơi. Chị ba đi mà nào quên cài nút luôn nè mọi người. Tranh thủ đem cua ra cho mọi người đó. Rồi đâu rồi con, cố đâu rồi con. Dạ chạy đâu đi trong luôn mấy anh. Chị mua hay là chị đợi chị? Hai con gì? Anh trai này 4 con đó nha. Còn tiền này từng con đấy. Chị có trăm ba tay nè. Rồi rồi, ba bảy rồi, còn 4 mấy nè, chị nằm đợi em tí em được luôn. Không có đợi lấy tiền hả? Hai con gạch, hai gạch cho chị gái đây này, có 37. Hai gạch đó. Đây này 763 con tiếng thối bên này trước đi cho nó xong. 763. Cái này lấy cá mè. Để chờ lo chút nữa. Hết cua rồi mừng quá. Trời lấy được 23 ngày số. Ủa hôm nay có dưới bình không con? Có dưới bình không? Hết rồi. Hết rồi nãy em. Này lấy ít sao gì ba? Nay nhiều ở dưới được nhiều quá gì ba?
đợt đầu đem ra cắt thì nhiều nhiều có lẽ dồn lên đây chứ ra đằng sau hãy đỡ thì tay đỡ nhiều hết nặng quá sắt thì nổ cái cao đây để nắng rồi. Wow, cái này là bổ chê luôn. Cái này là mồi thân xanh. Cái này là gạch chung chung lên luôn. Rồi. Nhỏ nè. Đó chưa đặt luôn hết. Trời ơi, gạch con quá. Hai con thịt vừa vừa em ơi. Wow. Nó tới cái mai thì không ai ăn được mà. Mai 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 ngon nó. Trời ơi, nó như kiểu bánh trung thu vậy á. Ừ. Nó vậy mới đã đó. Hấp dẫn quá chị ba. Con dao quyền lực của chị ba. Đó. Wow, như bánh trung thu vậy. Chắc mới nào mới tặng chị ba con dao quá. Không được, chị ba này, với con dao chị ba này thôi. Được rồi, được rồi. Dạ quá không được, cắt nhỡ đục cái tay giờ vào đục có béo quá. Béo quá không được, đứt tay hay gì đó ha. Nó có cái anh này nó chụp hình cho chị ba nè. Đây nè, đây nè, nhìn đi nè. Đó rồi. Mua được rồi, mua được rồi. Mừng quá, mừng quá. Hôm nay mới đợi chị ba đây. Anh mua mấy con? Mình mua ba con. Ba con hả? Là mình xin nói lại cho mọi người là cái anh này là anh đi rất là sớm, nhưng mà anh nhường cái số cho người khác để mà anh chỉ mong gặp muốn gặp dì ba thôi, muốn gặp dì ba thôi, tại vì lần đầu tiên mình mua cua mà. À rồi, cua dì ba rất là ngon à. Mình thấy gặp rất là nhiều nữa à. Nên bây giờ mình chỉ mong là bây giờ mình ăn liền thôi. À cái giá sao anh? Cái giá này rất là rẻ rồi à. Mình thấy cái giá này cái chất lượng này nó tương xứng. Anh được biết ở trên mạng là anh có biết cái hoàn cảnh của dì ba không? À mình có coi à. Rồi em vui quá. Hôm nay thấy cua dì ba bán xong sớm. Mừng à. Dạ mừng. Con này cho nó chụp cho mình nè. Con này chị ba ơi, con này. Chị ba cười cái nè. Dạ. Ô ngon. Nhớ mấy ghê. Ba đây nè. Ba này nha. Dạ. Tôi lên thẳng đó rồi tôi ăn đó rồi thôi, chứ tôi đâu đi kẹp đâu. Đây là thằng hiểu rồi. Con này là 325.000 anh gửi tiền thẳng cho em. Hộp cua hai con hồi nãy. Hết cua rồi nha mọi người ơi. Mới khoảng chưa được 12 giờ rưỡi đã hết cua rồi đó. Đây. Rất mừng cho dì ba. Con đỡ đi ha. Hết rồi. Hết rồi. Hết cua. Nó có lo. Bán hết thì thôi. Chắc mình yên tâm, con có mặt con rồi. Hôm nay chưa thấy cái anh gì mà bảo đi. Mà sao bữa nay có nhiều người tới chụp hình thần tượng chị ba, chị ba thấy sao? Dạ hả? Ờ, nãy trời chụp hình quá trời, ba thấy sao? Vui. Vui hả? Ta ủng hộ, ta ủng hộ mình thì ta nuôi chứ. Hết cua nha mọi người ơi. Mấy cái người này tới sau nè mọi người, tới sau là hết cua rồi. Đó. Có
áo trắng đó, cái do cái vỏ sách trắng đó cũng tới rồi, hết cua rồi, chị xin số mai chị lấy cua. Nó gì bạn? Đây chị ba. Nó đi kêu chị ba đó. Đúng rồi. Đúng rồi, cái gì ba? Buốt đây nè. Con đây luôn mà vô đây. Gà cá buốt me đầy đủ. Này bán mấy ký gì ba? Hả? Này bán mấy ký? 70. 70 ký nha mọi người. Chị ơi, hết cua rồi. Hết rồi con. Ngày mai giờ ủng hộ chị ba nha con. Chị này lì xì cho chị ba 1 triệu này. Cảm ơn, nhà khỏe nha. Chị coi cái đó về cái vụ với chị ngại. Chị đó giờ mình nói gì bán có lời còn thêm lời nữa. Cái áo sao gách giờ không chị thấy đấy, cho giải sao không may đi mà đang may rồi mà cái áo này là tại vì thích bận. Cái gì? Cái nào mà chị ba thích bận hoài à? Thích bận hoài hả? Nát thôi à, hai cái lượng chị ba thích bận màu này à, với lại bằng cua nó phải bận đồ này đi mà bằng người lát về tắm giữa lên tay cá. Nhưng mà mua vải rồi sao may mà đồ mặc đi vậy ba? Con nhỏ này á nó may nó để may trước một bộ coi giữ ý không, bữa nay này nó đưa nè mà để con coi sao rồi mua may lợi phải tiếp. Nhiều đứa hả nó may áo bông dừa nó bây giờ kêu nó để may thử một bộ coi vậy ăn tiền online nó rộng rãi như vậy nè thì ba mới có. Cua có cua gà son, cua cốm, cua thịt mai giờ này hết rồi con. Mai hả? Mai thì có ký cua thịt đó, cua một ký cua cốm thôi hả? Rồi gửi cho Thúy nè. Cái không biết rồi con ơi, năm sáu con gì đó. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi. Mi gì nữa? Hả? 12 giờ, cỡ 11 giờ mấy, 12 giờ đi. Mà con có đi là, nè con có đi là đi sớm đi. Cỡ chừng 11 giờ. Nếu con... Rồi 12 giờ. Mà có tên gì vậy? Thấy. Cốm hay không? 1 kg. Để thấy nói chuyện con đi. Bây giờ mì của anh cho, bây giờ em phát đều, nếu mà thiếu anh bù lại nha. Nha anh coi nha, nay 6 người anh đưa con bao nhiêu bịch à, bây giờ em phát trước. Dì ba là miễn đi là con thấy thiếu rồi đó. Không dì ba. Không em. Cứ dỗ cho anh vui. Ủa là anh đại gia ăn bữa cô đi. Đại gia ăn bữa đấy. Đặt mua 20 cân cua nhưng mà anh nói gì khác vậy ạ? Đây đây, dỡ cốm rồi. Đây là anh đại gia tình mua cái cua. Đó là đại gia ăn bữa hứa thằng Hoàng mọi người này không có người này. Cái anh đại gia mà cách đây 2 bữa là đặt 20 ký cua đó mọi người. Đặt 20 ký cua mọi người. Đó, đúng rồi đó. Chị sẵn cầm tặng mì cho mấy anh em mười viên đó mọi người. Kim ơi, 2 triệu đó. Sao để cô Tí nói? Cô Tí nói đi. Hồi nãy có một anh ở Long An á, 1 triệu. Với cả cái anh mà hôm bữa con nói con rớt lên anh Chanh á, thì anh chỉ dùm á, anh nói thấy tội nghiệp quá, anh cho dì ba 1 triệu nữa, con không biết tên anh giấu á. Anh em mất kiến hồi nãy đó. Trời ơi, dứt ra dạ, anh đang mở. Ủa, còn chai dầu mở đâu rồi ta? Cái bịch hồi nãy á, bịch nãy mở phòng dì ba. Dì ba đưa đây, cô hai cho, non quá. Đây còn một chai dầu á hồi nãy chị gì đó con chỉ ở bên giờ về cho em ba. Cái này nhiều quà quá. Này quá nhiều quà luôn. Tính sao hết à? Quà quá tươi nhiều hết. Cái cô hồi nãy mua cua để tối nay em qua nhập cho con. Chị
đi gì nè. Mua cua gì ba này xuất khẩu qua nước ngoài luôn. Đây, chỉ cho một cái này là thuốc nhỏ mắt. Còn cái này tối gì ba có nhớt lưng làm cua mà có đỏ đau nhớt á thì gì ba bôi massage. Có cần con qua massage không? Con massage không? Nè con. Chủ nhật không ơi. Rồi. Đây. Ba dẫn cái cua mấy cái cua hồi nãy á. Cái này miễn phẩm á, mình cũng từ chối, chỉ cho mình với V mà V cũng từ chối mà nhà mình cũng có bán miễn phẩm. Thì từ chối thì chỉ buồn. Thì bây giờ đưa V thì V phải nói V không xài. V không xài. Đưa về tặng bạn rồi V. Tặng bạn V, tặng ai, tặng mẹ, tặng bản thân gì đấy. Đó, đưa bạn cho bạn luôn mẹ. Đó, vậy đây. Cô gái nào đen được tặng mỹ phẩm thì nhường lại cho bà. Không có thấy nhường nè. Không ạ, không ạ. Ai có tặng gái không? Con da trắng rồi. Em bên đây không? Cô đấy có thể nhà thích bán mỹ phẩm. Cô thích sẽ nhường lại cho ai? Không đưa thì đưa đây.